Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 3, ngày khởi đầu chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và cũng được chọn là ngày khai mạc lễ hội Hoa Ban Điện Biên hàng năm. Mặc dù năm nay lễ hội phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với những người dân địa phương cũng như du khách, lễ hội Hoa Ban vẫn để lại nhiều ấn tượng khó quên. Kính mời quý vị cùng phóng viên bản tin An Viên 24 giờ đến với Điện Biên để tìm hiểu những nét đặc sắc trong lễ hội văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đây là khung cảnh vắng lặng tại quảng trường mùng 7 tháng 5, nơi lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên diễn ra sôi động tấp nập những năm trước. Tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, lễ hội đã phải dừng tổ chức do dịch Covid-19 bùng phát. Từ năm 2020 và năm 2021 không tổ chức lễ hội được thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban tỉnh có những văn bản chỉ đạo, và đặc biệt là tỉnh Điện Biên cũng đã có những văn bản chỉ đạo tới các cấp các ngành tiếp tục có những hoạt động tuyên truyền về cái vẻ đẹp của hoa ban, và đặc biệt là tỉnh đã xây dựng một cái kế hoạch, đó là trồng hoa ban trên các cái tuyến phố, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, để trong những năm tới đây thì hoa ban cứ mỗi cái mùa xuân về thì hoa ban sẽ nở trắng trên tất cả các cái tuyến phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên để góp phần thu hút khách du lịch đến với Điện Biên nhiều hơn. Lễ hội Hoa Ban được Điện Biên tổ chức với quy mô cấp tỉnh lần đầu năm 2014 trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến nay, lễ hội đã trở thành thương hiệu được du khách trong và ngoài nước biết đến như là một sản phẩm du lịch đặc trưng. Thế nhưng không phải ai cũng biết, lễ hội Hoa Ban đã có từ xa xưa, là một trong những lễ hội mang yếu tố văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc Thái và một số dân tộc có sự giao thoa với nền văn hóa Thái. Nó không chỉ diễn ra ở mảnh đất Điện Biên mà còn hiện diện ở nhiều nơi thuộc khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu. Hoa Ban mọi người biết đến với một cái truyền thuyết về tình yêu mãnh liệt giữa nàng Ban và chàng Khum. Và đồng thời, Hoa Ban cũng là thể hiện cái khí chất của người Tây Bắc Điện Biên. Bởi vì Hoa Ban chúng ta đều biết là sống trên cái vùng đồi núi rất là khô cằn, nhưng mà có một sự sống rất là mãnh liệt. Tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Ban với một cái mục đích thứ nhất, đó là tôn vinh cái vẻ đẹp Hoa Ban gắn với đồng bào các dân tộc và đặc biệt là dân tộc Thái. Cái mục đích thứ hai đó là để giới thiệu, quảng bá cái giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Điện Biên và để phản ánh được những cái khí chất của con người Điện Biên Tây Bắc. Lễ hội Hoa Ban được tổ chức quy mô, bài bản và xây dựng thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu. Vì đây cũng chính là dịp để ôn lại truyền thống và tri ân những người con của quê hương, những người anh hùng đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lịch sử phong phú, đa dạng diễn ra trong thời gian lễ hội như diễu hành văn hóa đường phố, không gian văn hóa vùng cao. Những ngày tháng 3 năm nay, hoa ban nở trắng trên từng con phố. Lễ hội Hoa Ban năm 2021 dẫu không được tổ chức, nhưng mỗi người con Điện Biên vẫn luôn nhớ về ngày khởi đầu chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu và mơ màng trong vẻ đẹp của loài hoa gắn với con người, thiên nhiên Tây Bắc. Bên cạnh vẻ đẹp đặc trưng đại diện cho thiên nhiên, Hoa Ban còn gắn với Phật giáo Tây Bắc kể từ khi hình thành và phát triển. Trên tinh thần đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban cũng đã được tổ chức để giáo dục tấm lòng tri ân và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, tăng cường đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, đồng thời giới thiệu về văn hóa Phật giáo, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh tại Điện Biên và vùng Tây Bắc. Tây Bắc Việt Nam, vùng văn hóa, xứ sở Hoa Ban, nơi có địa chính trị, kinh tế văn hóa đặc biệt. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực hết sức khó khăn của cả nước. Chính vì vậy, nhiều năm qua, nơi này đón nhiều chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, Phật giáo cũng không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong điều hành và thực hiện thành công các chương trình Phật sự đã đề ra để hỗ trợ đời sống tinh thần cho bà con. Là hai tỉnh cuối cùng trên bản đồ Việt Nam có sự xuất hiện của tổ chức giáo hội. Năm 2015, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu và Sơn La chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh Hoàng Dương chính Pháp, lợi lạc quần sinh. Tăng ni Phật tử tỉnh Sơn La và Lai Châu không ngừng nêu cao truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đoàn kết, hòa hợp trên dưới một lòng để phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Phật giáo tỉnh Lai Châu thì bà con Phật tử và đồng bào các dân tộc cũng có cả người Kinh, có cả những người dân tộc, cho nên họ khi mà có cái chùa thì nhân dân tín đồ Phật tử cũng như là các dân tộc về chùa, đặc biệt là trong cái năm này vì đại dịch Covid-19 thì nhân dân cũng như là những các đồng bào dân tộc về chùa lễ là rất đông. Còn đối với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên được thành lập trước đó một năm, nhưng các hoạt động Phật sự đã đi vào thực chất, truyền bá Phật Pháp sâu rộng trong đồng bào các dân tộc nơi vùng biên giới miền núi Tây Bắc. Đạo Phật vì thế cũng trở nên gần gũi với đồng bào 21 dân tộc vốn có nền văn hóa phong phú, đa dạng, mang đậm sắc thái vùng miền. Kể từ khi hình thành, cùng với lễ hội Hoa Ban của tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban. Đến nay, trên cả nước chỉ duy nhất tại Điện Biên diễn ra lễ hội đặc trưng này. Phật giáo với cái truyền thống là đi đâu thì luôn hòa với lại cái nếp sống văn hóa tinh thần ở đấy. Lễ hội Hoa Ban là một lễ hội tinh thần của đồng bào Tây Bắc. Cho nên Phật giáo lấy cái Hoa Ban cũng làm lễ hội của Phật giáo. Được tổ chức thường niên từ năm 2015, lễ hội diễn ra với 5 nội dung chính, gồm lễ rước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện đất nước hội nhập phát triển, Điện Biên đổi mới phát triển thịnh vượng, lễ dương hương đặt vòng hoa tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đồi A1, đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, nghi lễ tâm linh Phật giáo tại Chùa Linh Quang và Chùa Linh Sơn. Trước về hoạt động văn hóa, vui chơi, nhưng lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban của Điện Biên thì mang cái đặc sắc riêng của Phật giáo, đó là tâm linh Phật giáo mùa Hoa Ban. Các anh hùng liệt sĩ như những đóa hoa 5 cánh, vì các anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân, vì dân bảo vệ cái nền độc lập chủ quyền của dân tộc. Năm nay, tuy lễ hội không tổ chức, nhưng Phật tử từ khắp nơi vẫn đến lễ chùa, thành kính dâng cành hoa ban lên Đức Phật, nguyện cầu một năm an yên, hạnh phúc. Đắm chìm trong sắc hoa trắng tím mộc mạc, dịu êm, các Phật tử còn duyên dáng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, khó phai nơi cửa thiền. Tôi là người Nha Trang. Nói chung là cái mùa hội Hoa Ban đặc sắc nhất là ở Điện Biên. Tôi về đây tôi thấy là không khí cũng như cái mùa Hoa Ban không lễ hội, nhưng mà về đây là cái người dân ở đây như là cái Phật tử ở đây về chùa ai cũng yêu mến cái ngôi chùa này, và cái Hoa Ban này rất đẹp. Từ cái ngôi chùa này mà tất cả những người dân ở Điện Biên cũng như là tất cả những người dân ở mọi miền đất nước đều tưởng nhớ đến cái mùa Hoa Ban, cũng là các cái hương linh của anh hùng liệt sĩ mà về đây để tri ân. Đấy, thì nói chung là cái mùa lễ hội Hoa Ban này nó còn mang cái tính chất lịch sử của cái miền Tây Bắc của Điện Biên. Trải qua thăng trầm của thời gian, Phật giáo ở Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung đã và đang được hồi sinh trên mảnh đất phên dậu của Tổ quốc đầy sức sống, như những bông hoa ban nở giữa mùa xuân, làm đẹp cho núi rừng Tây Bắc, làm đẹp cho quê hương đất nước Việt Nam. Hôm qua ngày 12 tháng 3, Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ Du lịch Bền vững V Green và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch, đồng thời khởi hành chương trình du lịch V Green Caravan Tây Bắc mùa ban nở. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi chương trình du lịch dựa trên nền tảng giá trị lịch sử, được tổ chức với mục đích khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thông qua phát triển du lịch nội địa một cách bền vững. Điểm khởi đầu của hành trình là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đây là địa chỉ đỏ được lựa chọn làm đối tác đầu tiên của doanh nghiệp lữ hành, bởi nơi đây hiện lưu giữ một khối lượng di sản rất lớn và vô cùng phong phú. Trong đó có nhiều bảo vật quốc gia và các sưu tập hiện vật độc đáo, quý hiếm. Thời điểm mùa ban nở rộ trên miền Tây Bắc sẽ ghi lại hành trình khám phá của du khách tại nhiều địa danh khác nhau trên cung đường Tây Bắc mùa ban nở. Ngoài ra, du khách sẽ được ngược dòng lịch sử, tham gia các hoạt động trải nghiệm cuộc sống của người tiền sử tại hang xóm trại Hòa Bình, hay hoạt động trải nghiệm vận chuyển lương thực và trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại đèo Pha Din, Điện Biên. Sau lễ ký kết, chương trình V Green Caravan Tây Bắc mùa ban nở đầu tiên đã chính thức khởi động với quy mô 25 xe với 150 người.